Thủy điện Hà Nang của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy điện Thiên Tân ngăn đập khiến gần chục hectare đất nông nghiệp, chủ yếu là đất lúa của nhiều hộ dân ở thôn 2, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng của tỉnh Quảng Ngãi thiếu nước sản xuất phải bỏ hoang. Nhiều năm nay thì người dân yêu cầu chính quyền địa phương can thiệp để phía thủy điện chia nước cho dân nhưng chưa được xử lý triệt để. Diện tích lúa nước của gia đình anh Ninh giờ không thể canh tác vì không có nước tưới sau khi thủy điện Hà Nang ngăn đập giữ nước. Những thửa ruộng giờ trở nên hoang hóa. Theo anh, khi thủy điện Hà Nang chưa ngăn đập, mỗi năm diện tích ruộng lúa của gia đình làm ra đủ ăn cả năm. Nhưng giờ thì chấp nhận bỏ vì luôn trong cảnh ruộng khô kênh cạn. Rất là đau lòng, họp thì toàn dân ý kiến rất là nhiều. Nhưng mà hệ họp cử tri rồi bà con cũng ý kiến tiếp xúc cử tri. Bản thân tôi đi dự tiếp xúc cử tri ở xã cũng ý kiến rất là nhiều. Nhưng mà đến giờ phút này Thiên Tân vẫn chưa có cơ sở khắc phục, chia sẻ nước cho bà con. Gần 10 hecta diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân đồng bào Co ở thôn 2, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi phải bỏ hoang nhiều năm nay. Người dân đã nhiều lần kiến nghị, yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy điện Thiên Tân chia nước hợp lý cho dân, nhưng đến giờ hai cánh đồng Giờ Mâu và Nà Tà Núc vẫn khát nước. 9 hecta này là làm hết ruộng, cả Nà Tà Lê, Nà Tà Núc làm hết mà tái ngang đập lại, bây giờ thì bỏ hoang. Mình thấy trực tiếp luôn, hiện tại bây giờ là nước không có. Khi mùa mưa bà con mới được làm ruộng, nếu không có mưa có nghĩa là không có nước luôn. Cho nên bà con hy vọng của bà con họp hành tiếp xúc cử tri Thiên Tân phải chia một phần nước nào đó về để bà con có sản xuất lúa nước. Theo người dân địa phương, hơn 10 năm nay dù có lắp trạm bơm bơm nước xuống vùng hạ lưu nhưng chủ đầu tư thủy điện Hà Nang gần như không chia nước nên không có nước để sản xuất. Loạt công trình thủy lợi được đầu tư bạc tỷ không phát huy được công năng. Vừa qua thì xã đã có văn bản cũng như có cái báo cáo làm việc với công ty Thiên Tân. Thì cũng đề nghị thì công ty cũng phải để mà cho một mức nước chảy tối thiểu để mà phục vụ cho cánh đồng ruộng đối với thôn 2. Thủy điện Hà Nang phải chia nước cho dân, đó là cách tạo ra sự công bằng giữa doanh nghiệp và người dân vùng thủy điện. Không biết khi nào thì công trình thủy lợi này phát huy lại công năng để đưa diện tích đất trồng lúa dưới vùng thủy điện Hà Nang thoát khỏi hoang hóa.